Rồi, xin chào anh em, hôm nay có đồ chơi mới giới thiệu với anh em. Thì trên tay mình đang là chiếc Fujifilm XT4 cùng với ống kính 75mm f/1.2 của nhà Viltrox. Thì mình sẽ trên tay giới thiệu với anh em đây là ống kính gì, cấu hình ra sao và giá nó có tốt giống như tiêu đề hay không. Cùng vào video nhé. Cái ấn tượng đầu tiên khi mình mở hộp á là nó đẹp anh em. Anh em có thấy giống mình không? Mình thấy ống kính này nó rất đẹp luôn. Và nó có cái ngoại hình tổng thể cũng như rất nhiều chi tiết phù hợp với một cái body XT4 Fujifilm. Nó có cái ngôn ngữ thiết kế rất là đồng bộ với những chiếc ống kính của nhà Fuji, từ cái cách mà họ sắp xếp những cái vòng nó độ to nhỏ khác nhau cũng như là những cái chi tiết ở bên trong đó. Sẽ có 3 chi tiết mà mình nghĩ làm cho mình thấy nó giống á. Cái thứ nhất là cái vòng lấy nét. Cái vòng lấy nét này nó có cái texture cầm vào cũng như là cái chất liệu nó cực kỳ giống với trên những chiếc ống kính Fuji. Cầm vô nó y chang luôn em. Nếu mà như mình cầm mà mình không nhìn á thì mình cứ tưởng tượng đây là một chiếc ống kính Fuji. Cái thứ hai đó là cái vòng khẩu độ, thì anh em nghe nè, thấy không, nó nghe cái tiếng, cái chất liệu và cái cách mình cầm vào trong cái vòng này nó y chang một cái lens Fuji. Nhưng mà có một cái điểm là cái độ nặng cũng như là cái phản hồi xúc giác á, nó sẽ không có đã bằng lens Fuji. Thì cái cảm giác khi mà xoay á, nó sẽ bị rít hơn một chút nè, nó hơi nhẹ hơn. Và khi cái vòng cuối mà mình đặt về chế độ auto á, thì nó sẽ hơi nặng hơn và nó bị khực mạnh hơn so với lại lens Fuji. Anh em nghe nè. Đó, thì đó là một cái điểm mình không thích lắm. Nhưng mà cái cảm giác cơ bản và cái ngoại hình nhìn vào nó cực kỳ là đẹp. Và cái build của nó cũng tốt nữa anh em. Ví dụ như mình lấy cái hút ra. Đây là cái hút của Viltrox 75mm f/1.2. Anh em thấy nó rất là dày dặn cũng như là cầm lên nó rất là chắc tay luôn. Cái cảm giác khi mà anh em bỏ cái hút vào, nó thể hiện cái độ khít rất là cao. Đây, anh em nghe cái tiếng nó khi mà nó vào cái khớp nè. Đó, thì mình thấy nó hoàn thiện rất là tốt luôn á. Và cái ngàm nha, cái ngàm nó cũng có một cái điểm như thế này là sẽ có một cái cổng USB-C ở đây, khu vực này. Đó, thì anh em có thể cắm dây trực tiếp vào trong đây để mà update firmware và làm rất là nhiều thứ với nó. Thì gần đây những cái chiếc ống kính của Trung Quốc, những cái chiếc ống kính của hãng thứ ba thì đang dần phổ biến những cái cổng kết nối vào trong cái lens như thế này luôn. Thì mình thấy đó một điểm cũng hay và anh em cập nhật firmware đầu kia nó cũng nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba đó là cái nút MFAF ở đây. Đó, cái nút này, cái ngoại hình, cái chất liệu và cái cách mà chúng ta thao tác với nó cũng cực kỳ giống với một cái lens Fuji luôn. Cho nên là nếu như không có những cái điểm nhận diện, không có những cái điểm branding ở trên cái chiếc ống kính này, là hai cái chữ Viltrox rất là to, một cái ngay cái hood nè, một cái ngay cái thân lens nè, đó, thì nhiều khi là mình cũng chả biết đây là một cái ống kính của bên thứ ba nữa. Nhìn nó y chang một cái lens Fuji luôn. Có những cái chiếc ống kính nó rất là tốt, xài rất ok luôn, giống như của Sigma, mọi thứ rất ổn. Nhưng mà gắn lên trên body Fuji á, cái ngoại hình nó cứ lạc quẻ như nào. Và mình nghĩ đó cũng là một cái rào cản cho một vài anh em không có sử dụng ống kính bên thứ ba dành cho những cái chiếc Fujifilm như thế này. Nhưng mà anh em có thể yên tâm, với chiếc ống kính này mình thấy là với cái cảm quan về mỹ thuật của mình á, thì đây là một chiếc ống kính đẹp. Đó, còn anh em sao? Bình luận phía bên dưới cho mình nha. Thì trong hộp ha, chúng ta sẽ có một vài phụ kiện nữa. Thì đây là body chính nè, và có một cái hood. Chúng ta sẽ có một cái cáp đuôi lens. Cái cáp đuôi lens này nó làm cũng rất là hoàn thiện em, cầm lên rất là xịn. Cái cảm giác á, cái cảm giác khi mà cầm lên nó cũng rất là xịn. Đây, hơi khó khăn với mình. Đó. Và khi mình gắn cái cáp này lên trên cái body của cái ống kính á, nó rất là khít. Nó có cái độ hoàn thiện rất là cao. Thì ngoài ra trong hộp sẽ còn có một cái túi như thế này nữa để anh em có thể đựng cái ống kính vào. Nếu như mà anh em mà chơi Canon hồi xưa á, thì những cái chiếc ống kính dòng L nó sẽ có một cái túi nhìn nó khá là tương tự như thế này. Nhưng mà cái túi này có vẻ là nó hơi mỏng hơn. Cái chiếc túi của Canon thì nó sẽ dày hơn và nó chắc chắn hơn một chút. Đó, thì đây là toàn bộ những cái gì có trên trong hộp khi mà anh em mua Viltrox 75mm f/1.2. Thì quay lại với cái chiếc ống kính này, cái điều ấn tượng thứ hai của mình đó là khi mình giơ lên mình chụp cái tấm hình đầu tiên, mình bị ấn tượng với cái độ nét của nó khi ở f/1.2. Cái cấu hình của một chiếc ống kính á, người ta có thể làm nó lên tới 0.95, làm nó một f/1.4, 1.2 là điều quá là bình thường. Những cái hãng ống kính giá rẻ giống như là Viltrox nè, TC Audition nè, Seven Edition nè,
họ làm đó là chuyện rất quá dễ luôn, và những cái chiếc ống kính nó giá rất rẻ, chả gì phải nói hết. Cái điều đáng nói á, là khi sử dụng nó ở cái cấu hình đó F1.2 thì nó có tốt hay không. Với ViewTrack 75F1.2, cái dòng Pro này mình bị ấn tượng ngay lần đầu tiên luôn. Mình chụp cái tấm hình đầu tiên và một cái lon nước và những cái thông tin ở trên cái lon nước đó, và khi mình zoom cái tấm hình đó lên ngay trên chiếc ST4 này, mình bị một cái ấn tượng rằng á, không chừng mình thấy rất rõ những cái chi tiết, cái độ nét, cái độ chi tiết của cái chữ ở trên cái lon nó rất tốt, mà mình còn thấy được cả cái texture của cái lon, nó có cái độ nhám, nó có cái độ lì của cái lon, mà khi mình nhìn vào tấm hình mình có thể tưởng tượng ra rằng khi mình sờ lên cái lon đó nó sẽ như thế nào. Đó là một cái cực kỳ ấn tượng của mình, và cái contrast của tấm hình ngay tại cái điểm nét nó hoàn toàn đạt được cái mà mình mong muốn. Nó không có như những cái lens giá rẻ khác là có thể là nó sẽ nét nhưng nó hơi bị xốp, và cái độ tương phản ở cái khu vực đó nó không hề tốt. Nhưng với những cái tấm hình mà nãy giờ mình đã cho anh em coi á, thì anh em có thể thấy là cái độ nét nó cực kỳ tốt, độ chi tiết nó quá ấn tượng đi. Bởi vậy á, mình mới tăng cái độ khó lên, mình sử dụng nó để chụp một cái sản phẩm mới của Sarah Munich, đó là Blinmi B2, một cái chiếc mic mới của họ. Cái chiếc mic này á, nó bị cái là nó có rất nhiều chi tiết, nó có những cái chân tiếp xúc nè, nó có cái mic capsule, nó sẽ có những cái lỗ rất nhỏ, và khi mình chụp vào trong đó, mình zoom vào, mọi chi tiết nó thể hiện cực kỳ tốt. Và anh em có thể thấy những cái tấm hình mình để ở đây, và nếu như anh em có nhu cầu á, mà anh em có thể vào cái phần miêu tả trong video này để đi đến những cái tấm hình chất lượng cao, độ phân giải full, để anh em có thể tải về và zoom lên thấy được rằng nét đến mức độ như thế nào. Anh em nên nhớ đây là F1.2, một cái cấu hình nó rất là cao, cho nên là phải có những cái thấu kính, thành phần thấu kính rất tốt, cũng như thiết kế quang học tốt thì nó mới làm được như vậy. Thì có một vài tấm mình chụp ở điều kiện ngược sáng, cái tấm mà mình cầm trên tay á, thì cái flare cũng như là cái bóng mờ, cái ghosting á, nó bị rất 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 ít. Cái contrast ngay chỗ cái vùng của cái sản phẩm, cũng như là cái contrast của cái ánh sáng, của cái nguồn sáng là cái đèn á, nó cực kỳ tốt luôn. Đó là một cái điểm mà mình rất là ấn tượng với chiếc lens này. Theo như thông tin của nhà sản xuất cung cấp á, thì mình chưa có kiểm chứng nha. Đây là một chiếc ống kính có cái độ phân giải rất là cao, và anh em có thể tự tin gắn lên những cái body giống như là XT4 nè, XT5 hoặc là XH2, những body có độ phân giải rất cao. Thì mình chưa gọi là test đủ nhiều để có thể kiểm chứng cái điều này, nhưng với những cái tấm hình vừa rồi, những cái tấm hình mình cho anh em xem, thì mình thấy là đúng, nó có độ phân giải rất cao, và đặc biệt là chất lượng ở F1.2 cực kỳ tốt. Và nhưng mà có một cái điều như thế này, khi mình chụp cái shoot cho cái macro đó thì gần như là toàn bộ cái shoot hình đó mình chụp bằng chế độ lấy nét tay, mình không có sử dụng cái chế độ tự động lấy nét của chiếc ống kính này. Và muốn chuyển về cái chế độ lấy nét tay, anh em phải làm hai bước luôn nha. Một là chuyển ở trên ống kính nè, hai là chuyển ở trên body luôn. Thì đây là một cái vòng lấy nét này là vòng lấy nét điện tử. Mình không biết tại sao, nhưng mà khi mình chuyển cái chế độ lấy nét ở trên body á, thì ở cái lens nó vẫn lấy nét tự động ở bình thường, cho nên là mình phải làm cả hai thao tác, đó là chuyển trên lens và cái body luôn thì mới được. Về cái khả năng lấy nét của chiếc ống kính này á, thì mình thấy là nó lấy nét đúng vào những cái vị trí mà mình cần, độ chính xác là có, nhưng mà cái tốc độ nó không có nhanh, nó khá là rề rề so với cái nhu cầu của mình, cho nên là cái shot hình đó mình toàn là nét tay thôi. Cho nên anh em mà muốn mua về để mà chụp những cái shot nhanh, giống như chụp sự kiện nè, chụp thể thao, chụp chim cò, động vật, sóc rồi các thứ á, thì hơi cân nhắc một chút xíu, tại vì nó lấy nét không nhanh, và đặc biệt là nó có hiện tượng hunting nha, vẫn có hunting. Hunting là cái hiện tượng mà nét nó sẽ giò, nó nhảy tới một chút xíu, nó lùi lại, sau nó mới lấy nét được. Thì đó là hiện tượng lấy nét bị hunting. Và nó không quá nhiều đâu, nó không gây sự khó chịu lớn cho chúng ta khi chụp hình, nhưng mà quay phim là chắc chắn không được rồi. Cái lens này ngoài hunting ra nó còn bị thở nữa, thì khi mà giò nét như vậy, cái khung hình nó giật khá là nhiều. Cho nên nếu như anh em muốn quay phim á, thì chắc chắn anh em phải bật cái chế độ lấy nét tay thì mới quay được trên chiếc ống kính này. Mặc dù chỉ là một chiếc ống kính giá rẻ thôi, nhưng mà nãy giờ chúng ta thấy được rất nhiều thứ hay của nó. Và có một cái điểm hay nữa là khi mình sử dụng ở khẩu F1.2 thì cái trường nét nó rất mỏng, cái này anh em biết mà đúng không? Mở càng lớn ra thì cái trường nét nó càng mỏng. Nhưng cái quan trọng là cái độ chuyển của cái trường nét nó rất là mịn, nhìn nó rất là thoải mái, nó không bị gắt giống như một số cái lens giá rẻ mình đã từng trên tay. Và đặc biệt á, cái phần hậu cảnh bị mờ á, cái chi tiết ở trong cái phần mờ nó không bị gắt, và cái viền nó sẽ không bị những cái hiện tượng như là nó có cái viền tím, viền xanh. Và cái viền mờ của hậu cảnh á, nó cũng rất là mịn, nó không bị clarity nhiều. Anh em chụp những cái lens giá rẻ anh em sẽ thấy cái độ mờ á,
nó bị rất là clarity, nhìn cái contrast nó rất là khó chịu. Và cái đó dẫn tới cái việc là cái bokeh ở trên cái ống kính này nó cũng rất là nét nha, nó rất là sắc. Cái viền nó sắc và cái độ contrast của cái bokeh rất là tốt. Và nó sẽ không có hề có viền tím hay là viền xanh gì hết. Thì có một cái anh ở nước ngoài, ảnh có một cái video so sánh giữa bốn cái ống kính và có một hình là chụp từ cái view shot này. Và mình nhìn vào mình bị wow một chỗ là cái bokeh từ chiếc ống kính này nó khá là tương đồng với chiếc 90mm của Fuji. Anh em có hiểu ý mình không? Có nghĩa là đây là một chiếc lens giá rất rẻ nhưng cái chất lượng và cái bokeh nhìn nó rất là tương đồng, nhìn nó đẹp, cũng ngang ngang với lại chiếc Fuji 90mm. Lúc đó mình rất là bất ngờ, và đặc biệt là mình bị bất ngờ hơn nữa là cái bokeh của chiếc 56F1.0 của Fuji á, thì nó sẽ bị cái bokeh nó bị nhờ nhờ, cái contrast nó cứ bị nhạt nhạt và đặc biệt là nó có một cái viền xanh. Đó là một cái điểm mình không thích. Ok, tóm lại thì đây là một chiếc ống kính nó khá là ấn tượng mình, nhiều điểm luôn. Ngoại hình đẹp, phù hợp với một cái body Fujifilm, nhìn vào là thấy nó match với nhau. Nó cầm lên rất là cân đối, nó rất là hợp với nhau, nó hợp. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một cái hệ thống thấu kính cũng như là thiết kế quang học rất là tốt. Những hiện tượng như là bóng mờ, flare hay là viền xanh, viền tím thì trong quá trình mình sử dụng á, thì nó xảy ra rất 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 ít. Và nếu như mà gặp những cái trường hợp dễ thì mình nghĩ là gần như là không có luôn. Cái thứ ba nữa là về giá. Hiện tại một cái chiếc ống kính lên tới tiêu cự khoảng 75, 80, 90 của nhà Fujifilm thì nó rất là nhiều tiền, nó sẽ lên tới con số mười mấy triệu đồng. Nhưng hiện tại ViewShot 75mm f1.2 đang được bán ở thị trường Việt Nam với giá là 10.990. Thì mình cũng xin cảm ơn cửa hàng Giang Di Đạt đã cho mình mượn cái sản phẩm này để mà làm bài trên tay gửi tới anh em. Hiện tại nếu mà anh em quan tâm thì nó có mức giá là 10.990 chính hãng ở thị trường Việt Nam. Cửa hàng Giang Di Đạt vẫn đang có một cái chương trình khuyến mãi là tặng thêm một cái filter UV của KNF cho khi anh em mua cái sản phẩm này ở tại cửa hàng. Thì anh em nào quan tâm thì có thể xem cái link ở dưới phần description nha. Nhưng mà anh em có thể yên tâm rằng những thông tin cũng như trải nghiệm và đánh giá của mình trong video này là thực tế của cá nhân mình, sẽ không bị ảnh hưởng bởi một đơn vị tài trợ nào hết. Ok, thì anh em nghĩ sao về cái chiếc ống kính này? Có đẹp đúng không? Hãy cùng để lại cho mình những bình luận phía bên dưới nha. Và mình là Cáo, chuyên làm về ống kính, video, hình ảnh. Theo dõi mình để có những bài viết hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.